ông Doan Thì ông nhìn thấy cái mộ trống Ông có thái độ khác hẳn Ông nhìn thấy Ông tin Mộ trống nhiều hình thức Nhìn hoài thấy vẫn còn bị cám dỗ Một thứ cám dỗ dai dẳng Xin Chúa kết đi Chúa không kết Nhìn vào đó Thấy nguyên cái mồ trống anh chị em ở cùng cha. bài trích tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew lời, lời Chúa vinh Chúa. chiều ngày Sa-bát khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tản sáng Maria Madalena và một bà Maria khác nữa đến thăm mộ bỗng chốc đất chuyển mạnh vì thiên thần chúa từ trời xuống và đến lăn tảng đá ra rồi ngồi lên trên đó. Mặt người sáng như chớp và áo người trắng như tuyết. Vì thế, những lính canh khiếp đảm run sợ và hầu như chết. Nhưng thiên thần lên tiếng và bảo các người phụ nữ rằng: Các bà đừng sợ. Ta biết các bà tìm Chúa Giêsu, người đã bị đóng đinh. Người không còn ở đây vì người đã sống lại như lời người đã nói các bà hãy đến mà coi nơi đã đặt người và đi ngay bảo cho các môn đệ người rằng người đã sống lại rồi và kìa người đi đến xứ galilea trước các ông ở đó các ông sẽ gặp người đây ta đã báo trước cho các bà hay hai bà vội vã chạy ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng chạy báo tin cho các môn đệ người và này Chúa Giêsu đón gặp các bà người nói chào các bà các bà liền lại gần ôm chân người và phục lại bây giờ Chúa Giêsu bảo đừng sợ hãy đi báo tin cho anh em thầy phải trở về Galile rồi ở đó họ sẽ gặp thầy đó là lời Chúa lời Chúa Kitô người khen Chúa Quýnh trưa cha, quý sơ và cộng đoàn Phục sinh là một mầu nhiệm Không ai trông thấy Chúa sống lại kiểu nào Không ai Chỉ thấy dấu hiệu mà thôi Kể cả các bà cũng không thấy Pharaoh cũng không thấy Không ai thấy trực tiếp Giống như trong cái phim The Ghost Mà The Memoir và Patrick Swayze Đóng 1990 Rất nhiều người thích cái phim đó cái nhạc nhờ cái nhạc mà căn bản của cái cả một cuốn phim đó là cái bài unchanged melody tôi xem đi xem lại cũng 8-9 lần rồi tại vì người ta diễn tả cái chết linh hồn đi ra khỏi xác nhìn lại thấy cái xác còn nằm đó là cách diễn tả của hollywood rồi cũng có, có trường hợp cái linh hồn thấy vậy là chui vào và xác lại sống lại đó là hình ảnh của hollywood còn các môn đệ các tông đồ của chúa không ai thấy trực tiếp chúa sống lại cách nào nhưng chắc chắn không phải là ăn trộm là bởi vì trộm không có giờ để ngồi xếp tất cả những cái khăn rất chi tiết quý vị xem xác ướp ai cập họ quấn như thế nào họ không có trùm một tấm tra lớn đâu họ lấy vải họ quấn 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 như vậy mà bây giờ ngồi xếp rồi cuộn lại Thì không thể là hành vi của ăn trộm Chúng ta thấy Matthew hôm nay không tả gì Nhưng ông Doan Một trong hai người chạy ra mộ Ông tả rất rõ Tiếc là năm nay không đọc tin mừng của Doan Đời người chỉ thấy cái chết Mà đúng Chúng ta vừa trông thấy cái chết Của chị Maria Lâm Thị Phượng và nhiều cái chết của những người thân ở quê hương. Rồi nghe đến người chết sống lại ở thời buổi này chúng ta không thấy. Tôi chỉ thấy là người đó chỉ chết lâm sàng, không phải chết thật. Chết lâm sàng theo phương diện y khoa có nghĩa là tim ngừng đập, hơi thở tạm không còn thấy hoạt động, nhưng chưa chết. Đó là trường hợp của những người đau tim. Tôi kể đây câu chuyện của Đức cha Simon, Simon Hòa, Nguyễn Văn Hiền, giám mục Đà Lạt. Sau cái chết lâm sàng, nghĩa là bác sĩ xác nhận tim của Đức giám mục ngần đập. Rồi ít lâu sau Đức cha sống lại. Mấy tháng sau, đến ngày mùng 5 tháng 9 năm 73, thì Ngài mới thật sự chết thật khổ nổi là chúng tôi đến dọn phòng của ngài thì nói xấu ngài nằm đó đó đang dọn thì nói đức cha khó quá khó tính quá bây giờ chết chẳng ai khóc ông nghe trường mình tưởng ông chết rồi bốn năm chục người xúm tới dọn đủ thứ rồi đợi xe của của nhà hòm tới để khiêng xác đi đó để cho người ta khám nghiệm vì chết ở nhà Ôi trời nói đã một cơ hội mà Đức Cha sống lại thấy ông chỉ cười. Ông nói bằng giọng Huế, tôi nghe hết. Ai nói cái trí tôi nghe hết. Lại Chúa thế mới chết, tôi là người trong một trong mấy người nói nhiều nhất. <laughs> đức Cha không trách ai hết, có vẻ trong có vẻ trong lúc lâm sàng, Đức Cha nhìn thấy một thế giới nào. Ngài đổi cách sống những tháng sau đó thật tuyệt vời đời đời chúng ta thấy đối diện với cái chết ghê thật chị phượng là trường hợp cuối cùng mà chúng ta thấy trong cộng đoàn này những người phụ nữ theo như luca kể theo như marco theo như ông Matthew, và nhất là theo ông Gioan mấy bà đã từng đến tận núi canvê có bà mari madala có bà joanna có bà Salome, có bà Marie mẹ của ông Jacob. Nhưng hôm nay, bắt theo nói có hai bà chạy ra một. Theo Luca, dù không tin mấy bà, các môn đệ nghe kể cũng chạy ra mộ. Rồi các ông cúi nhìn vào, nhưng riêng Thánh Doan thì nói tên hai ông chạy ra mộ là Phêrô và ông Doan. Dĩ nhiên, Phêrô lớn tuổi chạy không lại ông Doan. Ông Doan chạy đến trước, nhưng có lẽ vì lễ độ chứ không phải vì sợ ma đâu. Vì lễ độ, cho nên đứng ngoài đợi đàn anh tới, rồi thánh Phêrô vào ông mới vào. Phêrô nhìn, rồi trở ra, thấy khăn không thấy xác ông hoang mang. Còn ông Doan nhìn những cái khăn cuốn tròn cái khăn che mặt được xếp cẩn thận ông thấy và ông tin hai thái độ rất khác nhau thánh doan thì tả rất rõ giống ma từ lúc trời còn sáng sớm tinh mơ nghĩa là còn có sương mù các bà đi ra mộ ông doan ông phêrô và bà maria và nếu hôm nay có một bà nữa mà không nói tên thì bốn người nhìn thấy thấy cái gì mộ trống thấy cái gì những cái khăn xếp đặt ở chỗ cái phiến đá để xác chết nằm thấy cái gì thấy tảng đá rất nặng được lăn ra một bên mộ trống nghĩa là không còn thầy chí thánh ở đó bị trộm xác không 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 thể trộm vì trộm là khiên nguyên luôn cả cái vải để đến nơi rồi tính sau ông doan thì ông nhìn thấy cái mộ trống Ông có thái độ khác hẳn Ông nhìn thấy Ông tin Còn phê Ngay lúc các bà kể Ông không tin Ông chạy ra để xem Ông bân khuân Ông hoang mang Ông thắc mắc Nhìn ngôi mộ trống Mỗi người có một hồi tưởng Những kỷ niệm với thầy của mình Hoàn toàn khác nhau Nên nhớ Hồi tưởng hay kỷ niệm đều thuộc về quá khứ tội nghiệp cho phê cái quá khứ quá nóng mới có mấy ngày trước ông hèn nhát chối sư phụ mình tới mấy lần bây giờ cái quá khứ đó nó đè lên trên cái ký ức của ông đến nỗi ông cảm thấy sợ ước gì thầy đừng sống lại không biết tôi nói vậy có hỗn với thánh phê không nhưng ông sợ nếu thầy sống lại chắc thầy sẽ nói cái đêm ở vườn cây dầu tôi đã nói trước gà chưa gái hai lần anh sẽ chối tôi ba lần ông mặc cảm người quá khứ cho nên cái mặc cảm đó có thể che cặp mắt của -rô. tội nghiệp ông không hy vọng thầy sống lại là vì thầy sống lại có chừng biết đâu thầy nhắc lại chuyện cũ vậy chúng ta cũng vậy đời người luôn luôn sẽ đứng trước những cái mộ trống nhiều lắm quý vị ơi sống đạo theo tình cảm mà thôi e có ngài mất chúa vì bị những thứ hấp dẫn khác nó hấp dẫn hơn nhiều nó lấy mất hay sống đạo chỉ theo tình cảm thì có ngài sẽ mất chúa là vì thấy theo chúa không sốt sắng chút nào đọc kinh không thấy rơi nước mắt không thấy cảm động chút nào và cho rằng như vậy là mình đi sai đường đó là một cái mộ trống mặc cảm về quá khứ là cái mộ trống thứ nhì không có cái mộ nào đẹp đâu Nhìn thấy mộ Xây cất thật là huy hoàng đi nữa Vẫn là mộ Rồi Mặc cảm về quá khứ tội lỗi Mặc cảm về những lần mình phản bội Chúa Mình hứa rồi mình không giữ Cái e ngại quyền năng thứ tha của Chúa sẽ không tha Nghi ngờ Chúa sẽ không tha Nó chặn con mắt mình lại để chỉ thấy đó là cái mồ đã chứa xác chết chứ không thấy niềm vui phục sinh sống đạo mà thân thiết với thầy mình dù quá khứ thế nào không cần biết thầy vẫn yêu thương và hãy thấy sự kiện những dấu vết của thầy thì tin sẵn sàng đi tìm những dấu chỉ trong cuộc đời để thấy nơi nào cũng có thầy chí thánh kính thưa quý ông bà và anh chị em xét lại đời mình xem cái mộ trống của đời mình là cái gì một nỗi buồn trong gia đình chăng có đó một kỷ niệm buồn với một người con nào đó trong gia đình có đó mộ trống nhiều hình thức nhìn hoài thấy vẫn còn bị cám dỗ một thứ cám dỗ dai dẳng xin chúa kết đi chúa không kết nhìn vào đó thấy nguyên cái mồ trống hay nhận biết mình kiêu căng quá tự phụ quá tự ái đó là một thứ mồ trống hay là cảm thấy thân xác mình yếu đuối bệnh hoạn không được khỏe như người khác một cái mồ trống vâng vâng hay xin Chúa hoài mà Chúa không ban một thứ mồ trống khác hình như Chúa không có trong mồ nữa lại Chúa Giêsu phục sinh nhiều lúc chúng con phải đi tìm những dấu hiệu rồi giải mã ra để thấy tình yêu của Chúa trong cuộc đời mỗi người xin Chúa giúp chúng con trung kiên trong tình yêu không cần những cảm xúc bên ngoài không cần phải xúc động đến rơi nước mắt xin giúp chúng con nhanh chóng nhận ra chúa muốn gì và thỉnh thoảng xin giúp con hỏi chúa lại chúa ở tuổi này chúa muốn gì nơi con xin giải bảo xin gửi đến cho con càng nhiều ngôi mộ trống càng tốt để con khiêm tốn hơn để con nhìn người khác với cặp mắt yêu thương tôn trọng hơn. Xin cho con vững tin rằng Chúa đã sống lại thật rồi. Đó là niềm vui phục sinh mà chúng ta cùng đón nhận trong đêm nay. ở hàng rào thì có một số người đến thứ nhất là đi lễ phục sinh còn có bà hỏi tôi sao giờ này cha chưa vào mặc áo lễ Tôi đang mặc quần đùi Mà năm ngoái cũng có một trường hợp vậy nó mới lạ đó Mà bà hỏi xong năm ngoái tôi nhớ tôi nhìn xuống đất thì tôi nhặt được 10 đồng Mà năm nay tôi nhìn không thấy đồng nào rồi có một nhóm ra mà ngày mai cha Sơn rửa tội Đến xin rửa tội hôm nay Tôi nói rửa tội ngày nào Dạ ngày mùng 9 Hôm nay mùng 9 Tôi nói mùng hôm 9 là ngày mai Thế rồi cười khúc khích đi về <laughs> Rồi có một người Cuối cùng gần 11 giờ Đến gặp tôi cũng đang mặc đồ tàng lan túa lụa Cha hôn chân chỗ nào Tôi nhìn thấy chân tôi dơ quá Chứ không tôi nói hôn đây Tôi nói hôm qua thứ sáu nếu còn nghi thức hôn chân thì thứ sáu chứ không phải hôm nay nó nó vui là những chuyện đó đó tức là không biết có sống theo cái lịch hiện tại không hay là lịch của quả tinh <laughs> ngày mai lễ 10 giờ đừng có ai 8 giờ rưỡi tới rồi rồi nói sao chưa mở cổng ai, như người cha trong con về mây mù mưa dâng hơi nao nề gió cay đắng nghen trời chúa mừng vui ôm con vui mừng hôn con chúa ơi con về đây thông lối lầm con chẳng xứng như chúa ước mong đi qua những thăng trầm về cùng chúa sau lối lầm xưa 春。